chàng kinh chẳng mong sẽ không nhòa đi, và có lẽ trăm năm ta chẳng thấy nàng. Từ ngày hoa khai chờ mong ai bần tăng không còn gò mó, đường về tới chùa này vắng một người. Chỉ cười khi giang hải qua đi, nàng có thấy yên bình không? Là khoa hữu y hay vô tình nước chảy? Chờ ngày âm dương cùng thế lương, Phật trên cao chẳng trông thấy, để mình hắn độ nàng thoát luân hồi.